Xin chào các khán giả thân yêu của Bện TV. Quý vị và các bạn thân mến, nuôi thú cưng chính là một trong những thú vui yêu thích của con người từ rất lâu. Đơn giản thì người ta sẽ nuôi chó, mèo, hay là phức tạp hơn nữa thì sẽ nuôi chim, nuôi bò sát hay là nuôi heo cảnh. Cơ mà đạt đến cực giới như là nuôi gấu, linh cẩu ở trong nhà, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chụp ảnh rồi ôm ấp khi đi ngủ thì chắc chắn cũng không phải là dễ tìm. Vậy thì video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu những loài vật nuôi điên rồ nhất mà con người đã từng sở hữu nhé. Số 9, cáo đỏ. Juniper là một cô cáo vô cùng nổi tiếng ở trên mạng xã hội với hơn 2 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Những bức ảnh chụp về cuộc sống hàng ngày của cô cáo nhỏ luôn tràn ngập sự hạnh phúc và có lẽ rất nhiều người xem chẳng thể ngăn cản khi mà tự mình kéo căng khóe miệng khi nhìn thẳng vào đôi mắt cười cong như là trăng lưỡi liềm này. Juniper thực chất không phải là một con cáo hoang đến từ tự nhiên, nó thuộc giống cáo Rhanchez, là một trong những loài cáo đã trải qua 150 năm được lai giống. Bởi vậy mà giống cáo này có thể đã được nuôi dưỡng trong nhà. Nói như vậy không có nghĩa là loài cáo này đã quên hết đi bản năng tự nhiên vốn có của mình. Zistika, chủ nhân của Juniper cho biết, mặc dù cáo có một số những biểu hiện và thói quen rất giống với chó, nhưng chúng thực chất vẫn là một trong những giống loài hoang dã, không quen với việc chiều lòng người khác. Cô đã phải dành rất nhiều thời gian để có thể huấn luyện Juniper quen với cuộc sống gần gũi với con người, thậm chí là chăm sóc Juniper, có lúc chiếm tới 90% thời gian trong ngày của cô. Số 8. Sispibara. Không nuôi thú cưng như là chó hay mèo trong nhà, cặp vợ chồng trung niên người Mỹ lại chọn kết bạn với một chú chuột làng Nam Mỹ. Sispibara mập mạp dễ thương. Gary là tên của chú chuột làng Nam Mỹ, nặng gần 51kg đáng yêu này. Gary sống cùng với gia đình chủ ở thành phố Budapest, bang Texas, Mỹ. Chủ nhân của nó, ông Richard Remoman, 54 tuổi và bà Marini Tispadon, 57 tuổi đã nhận nuôi Gary sau khi mà người chủ cũ không thể tiếp tục nuôi nó được nữa. Gặp vợ chồng đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên với các loài động vật có vú ở dưới nước này. Được biết là chuột lang Nam Mỹ là một trong những loài gặm nhấm lớn nhất thế giới, có trọng lượng tối đa lên tới 90kg. Loài chuột lang Nam Mỹ đã sống được cả ở trong môi trường trên cạn lẫn dưới nước, nhưng chủ yếu là chúng sẽ thường đắm mình vào trong nước. Đương nhiên, Gary cũng không thuộc ngoại lệ mà chúng rất thích bơi lội. Với các loài động vật khác trong gia đình của mình như chó, mèo, ngựa, thỏ, rùa, Gary luôn có thái độ hòa đồng, nhưng chú vẫn thích nhất là chơi trò đuổi bắt với thỏ. Số 7. Dragon. Ở Bahamas, các hộ gia đình được phép nuôi gấu mèo làm thú cưng. Có lẽ vì hiểu luật nên cô gấu mèo Puskin đã quyết định sống chung cùng với gia đình sau khi mà họ mang về nhà chăm sóc. Theo đó, người mang Puskin về nhà chính là cô Rosikem. Khi cô ấy đã phát hiện nó ở sân sau nhà, lúc đó thì Puskin chỉ mới hơn 1 tháng tuổi, rơi từ trên cây xuống và đã gãy chân. Cô Rosy đã kiên nhẫn đợi đến gấu mèo mẹ quay trở lại nhưng không thấy quyết định mang Puskin về nhà. Hiện tại thì Puskin đang được tận hưởng cuộc sống tuyệt vời của mình, chơi với hai chú chó, bơi lội mỗi ngày và ăn cả dưa hấu nữa. Puskin rất đặc biệt so với những con gấu mèo khác. Cô đã sống trong một ngôi nhà ở Bahamas, biết cách sử dụng nhà vệ sinh và còn nghĩ rằng mình chính là cún cưng trong nhà nữa chứ. Cô gấu mèo này tuy là lạ thường nhưng cực kỳ là đáng yêu và có một lượng fan khủng hơn 50.000 người trên Instagram. Số 6. Gấu Bắc Cực. Mark Abbott Dumas chính là người đàn ông duy nhất trên trái đất có thể là chạm vào một con gấu Bắc Cực mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào hay là đồ bảo hộ nào nữa. Vị huấn luyện viên này cũng đã dũng cảm, thậm chí còn dám bơi và đùa giỡn với con gấu Bắc Cực có tên là Agi. Max Vadrao, vợ ông đã nhận nuôi Agi từ khi nó mới chỉ 8 tuần tuổi. Họ đã phải trải qua rất nhiều những thủ tục để có thể minh chứng là họ có đủ điều kiện để đem Agi từ vườn thú
Nico Marsden, Thụy Điển về nhà. Ngay sau khi được chấp thuận, họ đã đưa em gấu về nhà tại Canada. Với một số những mối liên kết vô tình thì Agi coi người chủ của mình như là một người bạn thân thiết. Vào mỗi buổi tối thì Agi được thiết đãi bằng những núi cá hồi giàu protein, thịt gà và các loại thịt khác. Trong môi trường hoang dã, nó sẽ ăn hải cẩu, nhưng vì không thể mua được nên Max đã cố gắng thay bằng một số những chế độ ăn giàu chất béo. Và hai vợ chồng này đã huấn luyện Agi trở thành một ngôi sao quảng cáo trên truyền hình và tham gia vào các bộ phim nổi tiếng khi mà nó mới được vài tuần tuổi. Số 5. Kangaroo. Diễn viên hài người Úc Jackson O'Doherty đã giải cứu một con kangaroo con bơ vơ ở vệ đường nông thôn bên ngoài thành phố Sydney, Úc khi nó mới được vài tuần tuổi. Anh ấy đã chờ khá lâu nhưng không thấy mẹ nó quay trở lại, nên Jackson đã nhanh chóng nhận nuôi chú bé đáng yêu này và đặt tên nó là Damien. Và kể từ đó, một người, một kangaroo như hình với bóng, không thể tách rời. Jackson thường đã ghi lại những chuyến đi chơi hàng ngày của họ, từ cưỡi xích đu cho đến là xây lâu đài ở trên cát biển. Cặp đôi này đã gắn bó với nhau vô cùng thân thiết. Số 4. Cá sấu. Một con cá sấu ăn mặc thật là ngầu lái mô tô vè vè có lẽ chỉ là xuất hiện trong những bộ phim hoạt hình mà thôi. Tuy nhiên thì tại bang Florida, Mỹ, con cá sấu chất lừ ấy hoàn toàn là có thật. Nó chính là Rambo. Chủ nhân của Rambo chính là cô Maritom. Một trong những người yêu động vật, đặc biệt là cá sấu, tại một ngôi nhà của mình thì cô ấy đã đối xử và chăm sóc cho con cá sấu cưng như là một thành viên nhí của gia đình. Rambo được cô Marie dạy cho không cắn, cào, húc đầu hay là quẫy đuôi, vì thế hoàn toàn khác so với những con cá sấu khác. Nó rất lành tính và có thể giao tiếp với tất cả mọi người, đặc biệt là Rambo biết yêu mến trẻ con. Mỗi khi trẻ con quay quanh, Rambo đều tự biết ngậm chặt miệng lại để có thể các em nhỏ không cho ngón tay vào miệng nó. Hiện tại thì Rambo đã đạt tới chiều dài là 1,8m. Theo yêu cầu của luật pháp thì nó phải được sống ở mảnh đất rộng khoảng 10.000m². Tuy nhiên thì cô Mary cho biết Rambo có làn da nhạy cảm với ánh sáng mặt trời. Vì vậy, nếu phải sống ở trên mảnh đất rộng tới như vậy, nó có thể sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhận nuôi chú cá sấu 15 tuổi này cách đây 11 năm. Giữa cô Mary và Rambo đã có rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên, người phụ nữ này đang phải đối mặt với nguy cơ mất Rambo vĩnh viễn bởi vì Hội động vật hoang dã Florida đã yêu cầu cô tìm cho nó một nơi ở mới. Số 3. Gấu. Kể từ khi mới 3 tháng tuổi thì chú gấu Stepan đã được cặp vợ chồng Rory và Svetlana Pasterenko sống tại Moscow, Nga nhận nuôi. Giờ đây Stepan đã có thể trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cả hai vợ chồng. Họ đã coi Stepan giống như là con cái trong nhà và ăn cùng với nhau mỗi ngày. Stepan đã xuất hiện trong 32 bộ phim trong suốt khoảng 10 năm. Hơn cả diễn viên Hollywood Leonardo DiCaprio, Stepan đã ăn sáng với Yuri và Steven Stana. Trung bình một ngày, chú gấu này sẽ ăn khoảng 25kg hoa quả, trái cây và cá. Ngoài các công việc như là được thuê làm diễn viên chụp ảnh, đóng trong các show ca nhạc hay là đám cưới, sở thích khi mà rảnh rỗi của Stepan chính là nằm ôm chủ nhân trên ghế sofa và tưới cây trong vườn nhà. Số 2. Linh cẩu. Linh cẩu đốm chính là loài sinh vật nổi tiếng nhất ở châu Phi. Chúng đã nổi tiếng hùng hãn và chơi ngông. Thế nhưng, đây lại là loài pet đang rất được ưa chuộng ở Nigeria. Các chú pet này đa số khá nguy hiểm. Linh cẩu có bộ răng rất chắc khỏe, có thể cắn được những vật cứng và dai. Hai chi trước của loài này dài và có thể là khống chế một người thường. Một điều kỳ lạ là những người dân ở đây, kể cả là các em bé, đều có khả năng thuần dưỡng những loài động vật hoang dã này. Tất cả mọi người đều có thể đến gần, ôm ấp và chơi đùa cùng với chúng. Những con linh cẩu này được theo chủ nhân đến mọi nơi, từ chợ cho đến chỗ làm. Cũng bởi tính hoang dã, những chú linh cẩu bị xích lại, rọ mõm hoặc là bị làm bất cứ những biện pháp gì để người nuôi được an toàn trong cảm giác chinh phục và thuần hóa những loài động vật
cấp thấp hơn mình. Tuy nhiên, thì việc huấn luyện linh cẩu cũng gây ra rất nhiều những tranh cãi. Có nhiều cá nhân và tổ chức đã tin rằng việc thuần hóa linh cẩu sẽ giúp ích cho con người trong việc nuôi làm cảnh, nuôi để giữ an ninh. Còn các nhà hoạt động xã hội lại cật lực phản đối hành động này. Họ cho rằng việc thuần hóa động vật hoang dã theo kiểu áp bức là vô nhân đạo. Số 1. Những loài mèo lớn. Việc sở hữu những loài động vật hoang dã như hổ, báo, sư tử từ lâu đã được coi là biểu trưng quyền uy của giới nhà giàu, thể hiện đẳng cấp các quốc gia ở vùng Trung Đông. Chủ nhân của chúng sẽ thường xuyên đăng ảnh chụp cùng những thú cưng quý hiếm bên cạnh những siêu xe trên mạng xã hội. Những loài động vật này nổi tiếng là máu lạnh, nếu ở ngoài thiên nhiên thì chúng chính là những sát thủ khét tiếng. Năm 2016, nhiều người dân ở Dubai được một phen hoảng hốt khi thấy những con vật này xuất hiện ở trên đường. Họ đã gọi cảnh sát tới bắt giữ, mặc dù việc nuôi sư tử hay hổ, báo làm thú cưng là bất hợp pháp, gây nên nguy hiểm và đe dọa đời sống hoang dã tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Những người giàu vẫn thường xuyên xuất hiện cùng với chúng ở Dubai hay các thành phố khác. Những con vật hoang dã trước khi thành thú cưng đều được thuần hóa khiến cho chúng phải nghe lời chủ và được ví như những con mèo khổng lồ. Loài hổ dũng mãnh của rừng xanh ngoan ngoãn trong sợi dây xích, thậm chí còn là thanh niên thân thiết với những đứa trẻ ở đây. Sư tử, báo đốm và hổ thường sẽ bị bắt trộm từ thiên nhiên và lén đưa vào trong UAE. Chúng thường sẽ bị ngược đãi, xích lại trong chuồng nuôi không phù hợp. Sau đó, khi mà việc chăm sóc trở nên quá vất vả, chúng sẽ bị bỏ rơi. Tuy nhiên, không phải tất cả những giới nhà giàu ở UAE đều ngược đãi động vật. Hầu hết thì họ đều có những khả năng chăm sóc và xây dựng môi trường sinh sống đảm bảo cho những con vật hoang dã này. Vừa rồi chính là những loài động vật điên rồ nhất mà con người đã từng sở hữu. Mình biết là có khá nhiều bạn còn nuôi thêm rắn hay là kỳ nhông hay là rắn rứt khổng lồ. Mà các bạn hãy chia sẻ cách nuôi chúng bằng cách là comment bên dưới nhé. Đừng quên ấn nút like, share và subscribe để nhận thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ, tạm biệt!